Hello guys, welcome back my channel. Hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube mình em vừa đây. Lâu lắm rồi mới làm clip kiểu này, có bình luận, có mặt của mình. Tại vì là bây giờ YouTube nó làm khó khăn quá. Nó yêu cầu các YouTuber cần phải có tiếng và phải có hình nữa. Vì vậy là trong cái thời gian vừa rồi kênh của mình nó có bị reset 2 tháng liền. Từ tháng tháng 8 đến tháng 9 trong 2 tháng này. Thật sự khá là đáng tiếc. Rồi bây giờ thì mình sẽ luôn luôn trên cái kênh Emro này thì mình sẽ làm cẩn thận hơn. Còn kênh Tally thì mình vẫn làm với phát triển cả hai kênh, tuy nhiên thì kênh Tally ở kênh Emiro này phải cẩn thận hơn rất nhiều vì nó nằm trong danh sách. Ok, ngày hôm nay chúng ta quay trở lại với lại Xbo Ada, một top player Xbo ngoài có Best NA này, Ada này, Lemon Chi thì chúng ta có rất nhiều player, có cả Squid nữa là các player mà trong friend list của mình, à Ian nữa, Ian mình hay gọi là Lan, là các player rất tốt đánh Xbo, Xbo Icebo hay là Xbo Cycle. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn Ada, các team play của anh ta mùa này. Phải nói là Ada là một trong những tài năng ở những gần 6-7 mùa gần đây. Mình phải nói là rất là thích xem Ada đánh. Ok, chúng ta sẽ đến vào game đầu tiên. Mình sẽ chọn các team play nào hay đi. Ví dụ như đây là một team play rất là hay này. Bởi vì đây là cái matchup điển hình của các meta hiện tại. Xbo, Royal Giant, Fear. Chúng ta có rất nhiều cái phiên bản của Royal Giant, đó là có cả Skeleton Dragon hay là có cả Musketeer, Awip, hay là rất nhiều phiên bản khác nhau. Mỗi phiên bản này nó sẽ có một cái điểm mạnh yếu khác nhau. Tùy từng deck thì nó sẽ có, tùy từng phiên bản thì nó sẽ trị được cái deck nào. Thông thường khi mà Xbo đánh ý, nghe từ ban đầu họ thường là không đặt Xbo ngay từ ban đầu. Nếu mà các player họ biết được là đối phương của anh đánh gì thì họ có thể đặt Xbo ngay từ ban đầu. Tuy nhiên thì thông thường họ sẽ không đặt Xbo. Họ cứ spam Tesla, Cycle, Archer hay là thả những con nó vậy. Không bao giờ là Xbo được ngay từ ban đầu. Đấy các bạn đấy. Trong cái thời điểm hiện tại thì gần như là đấy, Ada anh ta cũng không đặt Xbo cho cái tên này bởi vì là không đặt Xbo ngay tấn công đầu tiên ấy. Thì anh ta sẽ bên Daniel anh ta sẽ thả Royal Giant luôn. Bây giờ khi mà anh ta hình dung được cái thẻ thứ năm của Daniel đó là con Skeleton Dragon rồi thì cái đánh của Ada anh ta sẽ dễ hơn. Bởi vì là chúng ta biết là có rất nhiều phiên bản của Royal Giant. Có cả Musketeer, có cả Awip, có cả Barbarian nữa, Emperor nữa. Mà đây phiên bản có Lock, Hunter, Fisherman. Đây là một phiên bản mà Counter Hawk cực kỳ mạnh. Đối với những người chơi mà cứng và tay không cứng, kỹ năng họ không tốt thì gần như là sẽ thua. Đến những người mà tay kỹ năng tốt đánh Hawk Cycle thì cũng cực kỳ đỡ vất vả với cái deck Royal Giant này. Các bạn nhìn thấy là gần như là Ada anh ta không Cycle Archer luôn. Fireball rồi. Có lẽ là Ada anh ta sẽ đợi khi mà Royal Dragon đến đánh ở bên nào thì anh ta sẽ sử dụng đặt Archer hay các con Archer của một phía, bởi vì là một lock sẽ không chết được các con Archer. Tuy nhiên phải cẩn thận với Fireball, bởi vì là khi mà Fireball sẽ trúng, có thể là trúng Tesla hoặc là trúng Archer nữa, là rất là thông minh khi mà tạo ra một cái đâm giác rất là rộng, Fireball sẽ tới được. Còn cái lock là không đủ. Hai con Skeleton Dragon rồi, Fireball Tesla, nhưng mà Fireball cái Tesla vẫn chưa nổi lên, Fireball lỗi. Đáng lẽ ra có trong cái turn vừa rồi thì Fisherman nó sẽ xuất hiện lao tới thì Tesla nằm lên, Fireball sẽ gần hơn. Tuy nhiên là trong cái turn vừa rồi thì Fireball không trúng nên Tesla. Đây là cái thời điểm tại sao mà Archer sẽ xuất hiện, bởi vì là Lock không chết. Đấy, một Lock. Nếu mà trong trường hợp này mà Ada đi ngang anh ta sử dụng Barbarian thì cái tank của Ada sẽ bị hàn Barbarian Barrel khủng ấy. Thời điểm mà X2 Xbo này thì lợi hại, bởi vì nó rất đau, nếu các bạn có spell to thì gần như sẽ ướt. Xbo bắn rất đau, không có giáp. Thôi, GG, well played. Rất nhiều đam đến từ Xbo, 1.700.
Good game rồi. Khi mà đối mặt với lại Royal Giant hay là những cái matchup mà nó có khi có spell to như kiểu Lightning chẳng hạn, thì gần như là Ada anh ta sẽ cố gắng là xả đặt một cái bow thủ trước, sau đó là chuyển sang công và cycle một cái bow thứ hai để công. Chứ nếu mà ngay từ ban đầu các bạn đã công luôn thì gần như là có khi là các bạn sẽ phản công lại, bởi vì là Expo mà để công sẽ Royal Giant bắn vào Expo vậy là dùng quân lên là cần các bạn sẽ không đỡ, khó đỡ. Daniel khá là bất lực nhưng mà có thể tìm cách để bao trụ. Anh ta cố gắng là spell cycle sử dụng fireball step là đấy. Đây là một cái matchup rất là dễ với Ada, bởi vì là Skeleton Dragon ở trong cái matchup này nó lại không phải là con mạnh support cho Skeleton, cho Ninh Béo. Địch bầu bắn rất nhiều đam, rất đau, fireball rồi, ăn được hay không? Ăn được luôn. Cái gì? Hay quá. Đây là một kinh nghiệm cho các bạn mà hay bị người mà thích cơ thích bầu khi mà đối mặt với những cái matchup kiểu này. Good job. Ok, Benro Riddell X gì đây? Lại là Royal Giant. Đây rồi. Expo Royal Giant. Mình thấy trong CL họ, những các player họ rất ít khi mang Expo, nhưng có lẽ là họ muốn chơi một cái bài an toàn hơn. Thường mình thấy toàn Royal Giant với Royal Hawk hay là Grip Jam. Toàn những quân bài thiên về thủ. Bên này đặt Bolly Cake. Bên này cũng đập Tesla, không ai bên nào. Fireball Child. Tesla có lợi thế hơn bởi vì nó không chịu áp tác động của cái Fireball nó nằm xuống. Chậm được. Lock vào Tesla thứ hai rất nhanh. Tuy nhiên các bạn thì có Moving Cake, nhiều quá. Còn Moving Barrel nó tấm một phát thôi, còn Archer bay hơi luôn. Nguy hiểm cho Ada, đây là một matchup khó hơn cho Ada luôn. Khó hơn rất nhiều, hơn một chút so với cái matchup vừa rồi. Bởi vì phiên bản này có 3 barrier thì Ada cần phải đặt rất hai con Archer rất là sâu. Ada ta cố gắng là cycle với Tesla rất nhanh và luôn là sử dụng lock cho cái con Kill Street. Bởi vì mà khi mà lock fail một phát là Kill Street nhảy lên bơm máu lại cho Royal Giant thì mình nghĩ là chúng ta sẽ có thêm 2 hit, ít là 2 hit đến từ con Royal Giant. Kick bow trông lên, đem hit sẽ là set. Tuy nhiên sau cái turn này thì con Evip mình nghĩ hơi sớm. Đáng lẽ ra con Evip nó thẳng thắng bộ hơn một chút thì hợp lý hơn. Tại vì thông thường các bạn biết là khi mà con gót lên cái gót lên khách nó nổ ra thì con Expo nó chuyển sang, nó chuyển hướng ngay. Nó không bắn tiếp tục con gót lên Brother. Con Benro Video thả con Evip hơi sớm. Một cái phương pháp tốt hơn đó là đợi con gót lên Brother xuất hiện, sau đấy là đặt con Evip hơi sau, hợp lý hơn. Rồi, một mình Royal Giant solo với Bow, Tesla không chạm lên. Rồi, anh ta bị Tesla nó giật vào con hai con Dragon. Lợi thế là nghiêng về hai bên là cân bằng. Tiếp tục là chuẩn bị một cái bow thứ hai, sai con Spear Ice Grip, cái bow thứ hai công lên. Đây là thời điểm có thể công được bow. Tuy nhiên thì không, hay là anh muốn sai một spell hơn là được. Là một cái bow nữa. Hai con Archer làm việc thì tốt. Nhưng mình nghĩ ở trong cái tên này Benro anh ta cần phải giết con Barbarian để giết hai con Archer lý hơn. Nếu mà anh ta cố gắng mà lao cái con Barbarian lao vào Tesla thì gần như là như nhỉ,
nó không nó hơi khôn. Đấy, đây là cái thời điểm bạn đây. Đây là cái turn thứ hai mà Ada anh ta sử dụng để giết hai con Archer. Các bài nhưng mà Archer trong cái turn này thì Ada anh ta không hai con Archer. Đây là một cách đánh nhưng mà thời nó là rất biến hóa. Các bạn thì thông thường nếu bạn chỉ đánh các bạn thả quân thì các bạn phải thả thay đổi đấy các turn tiếp theo. Chứ nếu các bạn cứ đi một thêm một cú hòn thì các bạn sẽ thua. Barbarian là không tới, IC chặn lại, rồi nó phải xuống. Còn nó cái đánh của X-Bow rất là gây chế cho những người chơi. Các bạn một khi các bạn không dùng một quân, ngoài các bạn cứ đánh cái kiểu lẻ lẻ như thế này thì các bạn sẽ thua X-Bow. Các bạn phải dùng được nhiều quân, các bạn phải bị quen tốt, các bạn phải có những con mi tanh. Các bạn phải giết hai con Archer để bạn có xử lý được tốt. Fire Dragon, rồi. Thời điểm Dali 30 giây cuối cùng. Thực sự là phải nói là rất là khó chịu khi mà 24 con Archer xuất hiện gặp được Apple và Zeta thế này. Nói thế nào đây? Icy Grip Lock rồi hợp lý. Luôn là sử dụng Lock để giết một con Heal Spirit. Rất tốt. Đánh rất chậm và anh các bạn. Đây kinh nghiệm mà cho những người chơi to mà khi gặp những cái bắt chấp đường có loại ra như này. Đấy. Ngày xưa chúng ta có cái kiểu mà đánh hết 6 phút mà chúng ta không ăn được chữ nào thì chúng ta hòa. Nhưng bây giờ thì không có chuyện đó nữa. Chỉ phải thắng thôi rồi. Hòa thì khi mà có sẽ cân bằng với máu chơi đấy. Ok, một bắt chấp tiếp theo mình muốn chia sẻ. Logan Lightning Bomber ở đây, matchup này. Matchup này đáng để xem. Bởi vì là hiện tại Bomber mạnh. Nhưng mà mình thấy là rất nhiều ít người họ chơi Bomber. Họ thường chỉ sử dụng cái phiên bản của Dark Fiend với lại IC Wizard hơn nhiều hơn. Chúng ta cần xem cái đánh của Ada sẽ như nào. Thông thường là các bạn thấy là ngày xưa ấy, khi mà X-Bow gặp Golem Lightning thì gần như là X-Bow khô cửa. Cứ dồn một bên đánh ngược hướng thì sẽ rất là khó để cho X-Bow. Mà đặc biệt là khi mà các bạn đánh X-Bow mà mất trục, mà mất trục đổi ngược hướng, các bạn rất là khó đánh. Hai con này chưa tất cả hai bên. Cái này thả baby dragon được. Bomber Mega Minion sẽ là hợp lựa chọn hợp lý hơn và Bomber. Tuy nhiên là Fireball trong cái turn này. Ôi, sai lầm của Over Haru là anh ta sử dụng. Và còn cái con Mega Minion và con Bomber cùng một cướng. Fireball ăn nó trụ rồi. Sau này ăn trụ rồi. Người đầu không có gì gọi là quá. Không thể thân nào mà đẹp hơn. Nhưng mà đây là thời điểm mà thông thường thì các bạn các player họ sẽ dùng Lock và Fireball để giết hai con giết con Nightwish trước. Bởi vì là không để nó spam để spam bát Fireball và Lock chứ các bạn đâu rồi nổ luôn. Xử lý thì đơn giản mà chắc tuyệt vời. Phút cuối cùng nữa. Thôi nhanh vậy. Mặt chắc khởi đầu quá là tốt. Bây giờ Ada nhận ra được điều đó là Haru anh ta không có một phía lock hay là một gì đấy. Vì vậy anh ta đặt hai con Archer cùng một phía. Rồi bom tiếp theo giết hai con tầm bát sẽ bị chết bởi con IC. Rồi tiếp tục xoay IC tách ra tách đàn cùng vô support thì đưa em ra rất khó để có thể vào. Một chắc hoàn hảo, không có một lỗi nào luôn. Hot Cycle đi, Nemesis anh ta sử dụng Hot Cycle. X-Bow Cycle và Hot Cycle. Thực ra cái matchup này ngày xưa là 50-50 và thường mình thấy rất thắng X-Bow. Nhưng mà khi mà các bạn đánh X-Bow Cycle ấy, X-Bow Icy Bow ấy, mà gặp Hot Cycle thì bạn có lợi thế rất rất nhiều.
và thường là Xbow sai Icebow thắng. Còn với những cái deck mà Xbow cycle đấy với mình nghĩ là tầm năm năm 28 nghiêng về Xbow, là về Xbow deck là thiên về công, deck thiên về thủ, thì deck thiên về thủ nó sẽ luôn là tốt hơn, luôn luôn là có lợi thế hơn là với deck công. Thời điểm đây là mini Messi, anh ta sẽ Messi, anh ta sẽ cycle the Archer, Fire, Cannon, Fireball rồi hợp lý. Và thì cần phải nào một cái lock nữa. Good. Đang có lợi thế hơn cho nên Messi. Mình nghĩ là các giây replay tiếp theo mình sẽ để dành cho kênh upload sau và kênh Vitaly sẽ hợp lý hơn. Bây giờ video khá dài rồi. Nhiều mình thấy một số lượng view ở chung lượng thời lượng mà xem ở trên video của mình thì nó sẽ tầm độ khá thứ năm phút muốn nhìn. Vì vậy là khi mà mình nhận upload một video tầm 15 phút sẽ hợp lý, chứ nếu mà dài quá họ cũng không xem. Bắt bài cả đồng quá hay. Tuy nhiên trong cái tên này Xbow sẽ bắt mặt hành bắt đầu bắt xịt đi phía bên kia sắp bông của Tesla. Mình nghĩ là đây là thời điểm mà đã sử dụng cái đấy đầy hot fireball nhưng mà không kịp, liệu ra có kịp không, Xbow vẫn bắt chưa thể bắn được một chút. Cái lock thì hợp lý. Tuy nhiên đấy, các bạn có thấy là khi mà tự deck là thiên nó rất là khó chịu, nó khó. Những người chơi mà thế này nó chưa là thừa đánh khó lắm. Nó chưa phải là Ogasu hay là Zac hay là Lysen. Những người mà tầm cao hơn sẽ xử lý biến hóa. Trong thời điểm này thực sự là bất lợi cho nên Messi quá khó. Dù là thế trận cân bằng thì cứ đánh như thế này thì chắc chắn Ada anh ta sẽ thắng, chắc chắn luôn có nằm trong thế chủ động. Khi mà các bạn chơi game thì thường các bạn phải chủ động, các bạn đánh theo cách các đối phương đánh theo cách của mình, đấy là câu hàng đầu tiên. Chứ khi mà các bạn cứ ngồi đợi đối phương họ sẽ lên đến nhà và các bạn mình không biết đối thủ gì, các bạn khi mà các bạn thủ thì các bạn không thủ thì các bạn cần biết là sử dụng cái số lượng như đi nó vừa đủ để fan. Cho nên các bạn spam nhiều quá đến lúc các bạn công quá, đến lúc các bạn cần để công thì bạn không còn đủ để công nữa. Đây là thời điểm mà các player thật sự cycle câu thật cycle cũng nhầm cycle spell hợp lý hơn. Và đây có thể là thời điểm Xbow công, Xbow cần phải công để ép đối phương phải thủ. Chứ nếu mà cứ cycle spell như thế này thì hot cycle sẽ có lợi thế luôn. Nên là vậy các bạn thấy là Xbow nó công rồi. Thời điểm Xbow công hot lại cần phải đẩy lên. Khi mà Xbow lên mà công thì chắc chắn là hot sẽ phải đẩy lên. Mà hop đẩy lên thì hop sẽ không có đủ spell để cycle. Như vậy thì ép hop cycle bị thiệt đấy ly. Hop cycle sẽ bị out cycle. Đấy. Các bạn thấy là cứ như vậy thôi nên Messi bị cycle. Cứ phải công. Đây là một cái tip cực hay.
Ok xem nào, mình còn 1, 2, 3, 3 replay nữa, chắc là mình sẽ để upload trên kênh Fally vậy. Ok, thank you for watching and see you guys next time. Cảm ơn anh em nhé, bye bye, see you. Hi Dan, it's the bad player, Igbo right now. No, don't forget I have, we have bad and a... Oh my goodness, I have so many top player, Igbo. Ok, see you guys next time, bye bye.